Báo cáo các bác là hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10. Em tranh thủ lên một cái video mà đây là cặp chim siêu khổng lồ. Thì đây là một đôi là nguyên không ghép chéo, nghĩa là cùng bố cùng mẹ. Thì các bác nhìn đây. Nếu như bác nào tinh ý thì các bác nhìn thấy ngay là từ cái màu chân đến cái màu lông và đến cái độ tuổi gần như là giống nhau, thậm chí là cái phần phao của chim đều là phao xám tất. Thì đây là cái tông là siêu khổng lồ âm thổ. Thì em sẽ chia sẻ cho các bác một cái góc nhìn. Đấy, góc nhìn đó. Thì vì sao em lại đặt tên là siêu khổng lồ? Bởi vì là thực tế là đây em đang quay và đây là ngón tay của em như bình thường, và em chạm vào đó, em chạm vào thì đôi chim này là đấy, các bạn nhìn thấy con đực là con bên trái màn hình đó, con đực là con này đó. Thì các bạn tinh ý các bạn nhìn thấy ngay. Thì em sẽ chia sẻ cho các bác là chim giống chim khổng lồ đấy. Đôi này em báo giá công khai là 1,2 triệu luôn, không có sự thay đổi về cái giá cả mà em công khai luôn. Bởi vì các bác thấy là đấy, cũng là đưa tay đến nhưng con chim đực trông nó rất tợn đấy. Và em quay rõ là chân móng là không có tật lỗi gì, thậm chí là phao xám cho cả hai con. Thì đây là cái con đực, đấy là theo các bạn nhìn các bạn cũng cảm nhận thấy ngay đó. Thì đây là cái đôi chim mà em cảm thấy là nó vẫn chưa hề có một dấu hiệu gì để mọc cườm cả. Nhưng tôi cam kết rằng các bạn là nó đã, kích thước của nó đã bằng một con chim chim gáy khác ở cái trường hợp khác. Đó, kể cả con cái này, các bạn nhìn thấy nó cũng không hề là lành hiền tí nào đâu. Nó rất là mạnh, dữ tợn, giống chim này là như vậy. Đấy. Và tôi cam kết các bạn là một trống một mái, và tôi cũng bảo hành cho các bạn là âm thổ. Đấy, rất hay luôn. Đấy. Thì cái mã số cho cái đôi chim này thì em xin đặt là mã số 9 của tháng 10. Đấy. Em sẽ đưa ra đấy. Đưa ra để cho các bác xem. Đấy. Đôi chim này là đôi chim đáng đồng tiền. Đó. Ơi. Để bố quay video cho các bác xem nè con. Đấy. Thì các bạn thấy không, con đực rất hung hãn luôn, rất tợn, vành mắt các bạn nhìn thấy, vành mắt rất là đỏ, hai con rất là đỏ. Cam kết với các bác là đây là một đôi nguyên bản siêu to khổng lồ và không hề tật lỗi gì cả. Cam kết các bạn là con bên này là con trống và con bên phải này là con mái. Đấy, giống nhau như hai viên gạch luôn, nhưng với kinh nghiệm của mình đã phát hiện. Đấy, thì đôi này em đặt tên là clip số 9 của tháng 10. Đấy, đối tượng mà em muốn hướng đến là các bác cao tuổi. Đấy, các bác không nuôi nhiều, các bác chỉ nuôi một con, đấy, hai con để ở cái lồng AV trước sân. Đấy, thì khi mà các bác nuôi cái cặp chim này, bất kỳ ai đến chơi uống nước nhìn thấy đều phải trầm trồ và hỏi nguồn gốc chim là giống chim ở đâu. Tôi cam kết với các bạn là như vậy. Và cam kết các bạn là một trống một mái, cũng như là tông chim là âm thổ, rất hay luôn. Đấy. Thì clip này là em cũng chia sẻ, cũng gần như đại diện cho những cái cặp chim to khác. Thì em không quay được hết, nhưng cái kênh của em thì em muốn là thỉnh thoảng em quay buổi tối tầm 7-8 giờ tối là em hay lên video, 1-2 video. Nó cũng như là một cái gian hàng online trên một cái trên đám mây, trên chợ. Thì em muốn đưa ra một cái hình ảnh để cho bác nào đấy lang thang ở trên mạng xem được. Thì gọi điện cho em theo cái số điện thoại là 033 5305982. Thì với cái mô hình trang trại của em thì cũng đủ cung ứng cho một số lượng chim ra thị trường. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó chưa hề có một chút cườm nào, nhưng cái kích thước của nó bằng một con chim trưởng thành trong trường hợp khác. Và chân móng vảy rất là rõ ràng, từng cm từng cm. Đó. Thì các bạn đấy là mình trêu ấy, con đực nó giang cánh lên. Đấy. Các bạn nhìn thấy con đực rất tợn luôn. Rất tợn luôn.
Đấy. Đấy. Em muốn chia sẻ cùng với các bác những cái đấy, con cái rõ ràng là mình cũng đưa tay vào nhưng nó rất hiền các bạn nhé, nó rất hiền luôn. Đây là cặp chim siêu to khổng lồ nhé. Siêu to khổng lồ, cái từ này giống như là cái gì cũng như kiểu bà Tân Vlog các bạn nhé. Đây. Siêu to khổng lồ luôn. Đấy, em zoom hết cỡ lại rồi, không có thể nhỏ hơn lại được nữa. Nhỏ hết cỡ rồi và em đưa sát vào để cho các bạn nhìn cái vành mắt của nó. Đấy. Một lần nữa thì em xin để lại cái số điện thoại để cho các bác lựa chọn. Đấy, 033 5305982. Đôi chim siêu to khổng lồ mã số 9. Giá công khai là 1 triệu 2 dành cho các bác gây giống và tìm những chú chim khách đáng để nuôi. Đó, và tất cả những cái thông tin này là đấy. Ok. Có lẽ là em xin dừng video tại đây vì con gái cũng đã gọi rồi. Các bạn có thể đăng ký kênh để hàng ngày ở lúc từ buổi tối tầm này. Em đang quay lên tầm này là từ khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ là bao giờ em cũng ra video. Bởi vì ban ngày em rất là bận. Đó. Nên là các bác cũng theo dõi và các bác cảm nhận thấy đôi chim. Đặc biệt là các bác ở khu vực miền Nam. Các bác rất thích chim này. Đấy. Từ những cái một số các bác có tiệm chim thì cũng đã đặt chim của bên em và em cũng chuyển vô trong đó để anh em mỗi người thưởng thức một chút. Mỗi người thưởng thức một chút. Con chim nó thực sự là đáng để chúng ta chơi. Chứ không phải chúng ta không có nhiều thời gian để mà tìm hay là gì cả. Đây chính là một cái sân chơi về chim cu. Đấy. Các bạn có gọi đến cái số điện thoại của em thì cũng vẫn là nhạc chờ chim cu. Và các bạn đến nhà em thì vẫn toàn những cái logo, những cái biểu tượng về chim cu. Đều tất cả đấy, kể cả trong cái tiềm thức xe của em đều dán logo chim cu. Đấy, em muốn đưa đến những cái khoảnh khắc nó khá là cụ thể. Đây. Đấy, đánh cánh thấy chưa? Cũng là đấy, cũng... Đấy, em muốn đưa đến cái chân. Đấy. Thực ra chim này là chim đúc ra, không phải chim rừng. Đấy, thực ra độ thuần rất cao. Đấy. Các bạn nhìn thấy này, con chim mái bao giờ bậu nó cũng rất là gì? Trông nó rất là cái thế bậu của nó bao giờ nó cũng đấy. Các bạn nhìn nhá. Phao xám. Đấy. Đường. Đấy. 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 Cho nó lên cành trên để cho các bác theo dõi. Đấy. Theo dõi. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nó bảo nhau lên thấy chưa? Nó bảo nhau nó lên đấy các bác ạ. Chứ không phải không đâu. Giống này nó rất khôn. Rất khôn luôn. Mà em xin nói rõ là em có văn phòng ở bến xe miền Đông. Em có văn phòng tại bến xe Mỹ Đình. Tất cả các bác nào mà có nhà xe quen ở tại bến xe miền Đông và bến xe Mỹ Đình, các bác có thể gửi tiền cho nhà xe. Và bản thân em cũng sẽ kết hợp để em gửi chim cho các bác qua cái nhà xe đó. Hoặc là các bác ở khu vực nhà trên toàn quốc, các bác muốn tìm một chú chim đáng để nuôi, một bộ chim đáng để chúng ta chăm sóc trong những thời gian tới của năm 2020 cuối năm, thì đây là một cái cơ hội cũng như là một cái dịp để em công khai cái giống chim bộ to siêu khổng lồ âm thổ đấy, mã ngỗng phấn hồng, chim Bắc Bộ thuần chủng đấy. Từ cái màu chân các bạn thấy là màu đỏ gạch non chứ không hề màu nâu nhé các bạn nhé. Đấy, giống chim nó là như vậy các bạn nhé. Đấy, nói hay nói dở thì các bạn nhìn thực tế hình ảnh video em đăng
đăng ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020. Và đây cũng chỉ là một cái đôi ví dụ trong một cái lượng chim mà em vẫn cung cấp cho các bác ra thị trường. Đấy, như các bạn ví dụ em đặt tên đôi này là đôi số 9 thì nó có rất nhiều đôi số 9 cũng xem như thế này. Thế nhưng bạn nào gọi điện sớm, chốt sớm thì em sẽ ưu tiên đó. Và thì thông điệp của em cũng muốn đưa đến cái giống chim hay, giống chim đẹp, giống chim to, giống chim quý đến mọi miền Tổ quốc. Đấy, một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại các bạn.